nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được, được những tin tức mới hấp dẫn nhất từ kênh Nhật Báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đợi đến với tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Alexander Đặng nói gì sau khi gặp huấn luyện viên Park huấn luyện viên Park hang đã có mặt ở Đào Uy để theo dõi trực tiếp trận đấu mà tiền đạo Alexander Đặng thi đấu. Tiền đạo Việt Kiều này đã có những chia sẻ về cuộc gặp gỡ này. Thưa quý vị, vào tối ngày 5 tháng 5, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park hang đã có mặt trên khán đài để theo dõi tiền đạo Việt Kiều Alexander Đặng thi đấu tại giải hạng nhất Đào Uy. Đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Alexander Đặng và các đồng đội nhận thất bại 1-2 và chân sút Việt Kiều này không để lại nhiều ấn tượng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc tiếp xúc với tiền đạo này để thương thảo về việc gọi lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Alexander Đặng đã có những chia sẻ trên trang chủ của câu lạc bộ Desoto về ước muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiền đạo Việt Kiều 29 tuổi nói: "Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã ngồi theo dõi trên khán đài. Tôi sẽ ở lại Sandroch để có cuộc nói chuyện với ông ấy về màn trình diễn của tôi. Hy vọng ông sẽ giúp tôi trở thành cầu thủ đội tuyển Việt Nam." Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là điều rất tuyệt vời. Tại quê hương thứ hai của tôi có 95 triệu người, nhưng ông Park đã đi một chặng đường dài để đến xem và nói chuyện với tôi. Tôi rất tự hào về điều đó. Alexander Đặng cũng lường trước được những khó khăn đang đón chờ ở phía trước, nhưng anh thể hiện rõ quyết tâm. Tuy nhiên, khó khăn là sự khác biệt lớn về văn hóa và thời tiết ở ngưỡng 35 độ. Tôi từng bị say nắng, nhưng nếu tôi có được cơ hội này, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy sau khi trở về từ Đao Y, huấn luyện viên Hang-seo sẽ làm việc trực tiếp với VFF và việc Alexander Đặng có được gọi lên tuyển hay không thì sau đó mới có câu trả lời. Không ghi bàn, Alexander Đặng có điểm cộng gì khi thầy Park xem dò? ở trận đấu được huấn luyện viên Hang-seo trực tiếp dự kháng, tiền đạo Alexander Đặng không thể ghi bàn cho Desotra nhưng vẫn tạo được dấu ấn đặc biệt. Thưa quý vị, tại vòng 6 giải hạng nhất Daoyi, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã tới theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Deshota và Sandetrock. Mục tiêu của chiến lược gia người Hàn Quốc là theo dõi phong độ của tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng. Sau nhiều lần bày tỏ khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, hiển nhiên Alexander Đặng rất quyết tâm chứng tỏ năng lực ở trận đấu này với huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù vậy, đây không phải là trận đấu thành công với tiền đạo chủ lực của Deshota. Trong hiệp 1, do ít nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội, Alexander Đặng hầu như không có bóng và không tạo được tình huống dứt điểm nào có sức nặng. Sang hiệp 2, cầu thủ này vẫn chơi nỗ lực, song cũng không thể ghi được bàn thắng. Alexander Đặng bị thay ra ở phút 88, còn Nesotra thì nhận thất bại với tỷ số 1-2. Với cầu thủ đã ghi gần 200 bàn thắng trong sự nghiệp tính đến thời điểm này và đạt hiệu suất trung bình một bàn một trận, Chắc chắn Alexander Đặng không thể hài lòng với màn trình diễn của mình, tuy vậy chân suốt Việt Kiều này cũng để lại những dấu ấn nhất định. Điểm cộng của Alexander Đặng là thể hình, thể lực rất tốt, anh cũng chơi đầy quyết tâm, thể hiện khả năng tranh chấp bóng tốt ngay từ tuyến trên. Sức tỳ đè của Alexander Đặng là của hiếm mà không phải tiền đạo Việt Nam nào cũng sở hữu được. Sau khi đã xem dò Alexander Đặng và tìm hiểu khát khao cống hiến của cầu thủ này, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đưa ra quyết định có triệu tập anh vào đội tuyển Việt Nam hay không. Câu trả lời cuối cùng sẽ có vào cuối tháng 5, khi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho King Cup 2019 tổ chức tại Thái Lan. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên với đội tuyển Curacao. Đội bóng của Alexander Đặng thất bại trong ngày huấn luyện viên Park Hang Seo dự khán. Trong trận đấu có sự theo dõi của huấn luyện viên Park Hang Seo, dù thi đấu gần 90 phút, nhưng tiền đạo Alexander Đặng không thể hiện được nhiều và đội bóng của anh đã nhận thất bại suýt sao. Như Fox Sports đã đưa tin, vào ngày 4 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp chuyến bay sang Na Uy để trực tiếp đánh giá, xem xét năng lực chuyên môn của cầu thủ Việt Kiều Alexander Đặng hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Nesotra IL. Theo kế hoạch đã được định sẵn, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đến sân vận động để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Nesotra IL và Sender Football diễn ra vào tối ngày 5 tháng 5 trong khuôn khổ giải hạng nhất Na Uy. Khi nhận được thông tin này, chân sút 29 tuổi tỏ ra rất hào hứng và bày tỏ quyết tâm ghi điểm trong mắt ông thầy 59 tuổi. Tuy vậy, những gì diễn ra trên sân cỏ có lẽ không làm hài lòng Alexander Đặng cho lắm. Dù xuất phát ngay từ đầu trận đấu với vai trò hộ công, nhưng trước một đối thủ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng như Sandra Ford Football, cầu thủ mang áo số 10 dù rất cố gắng nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Đội bóng Nesotra IELF thường xuyên phải chống đỡ những đợt tấn công nhanh ở hai biên, cực kỳ tốc độ đến từ đội chủ nhà và chỉ có thể thực hiện các pha phản công. Đến phút 65, tỷ số là 1-0 cho Sunday Ford Football sau khi Pontus Embrom thực hiện thành công quả đá phạt đền. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau đó, Marcus Menet của đội khách tăng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dù thi đấu khá sông sáo và tích cực tranh chấp bóng, nhưng những đóng góp mà Alexander Đặng làm được là không đáng kể và anh đã bị thay ra ở phút 88. Đáng tiếc là trong những phút còn lại, đội bóng của anh đã không thể bảo toàn mảnh lưới và phải nhận bàn thua ở phút 90. Trung cuộc, Nesotra IL rơi sân đối thủ với hai bàn tay trắng. Đối với cá nhân Alexander Đặng, đây không phải là trận đấu thành công của anh, nhưng có thể hiểu được bởi đối thủ là một đội bóng rất mạnh. Có mặt trên khán đài, huấn luyện viên Park Hang Seo chắc chắn đã có những đánh giá nhất định về cầu thủ Việt Kiều này. Tới ngày 6 tháng 5, ông và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ làm việc với gia đình Đặng. Hãy chờ đợi quyết định của thầy Park trong thời gian tới. Cầu thủ Việt Kiều háo hức ghi điểm với thầy Park. Trước thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang châu Âu xem dò các cầu thủ Việt Kiều nhằm chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam, những cái tên như tiền đạo Alexander Đặng hay thủ môn Philip Nguyễn đang rất háo hức ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Sau thành công của thủ thành Đặng Văn Lâm cho màu áo đội tuyển Việt Nam, thời gian qua nhiều cầu thủ có dòng máu Việt muốn trở về quê hương thi đấu. Tại V-League 2018, Bên cạnh Mạc Hồng Quân, còn có thêm nhiều cầu thủ Việt Kiều khác được đăng ký thi đấu như Phạm Thanh Tiệp, SHB Đà Nẵng và Body Lương Nguyên Bảo tại Viettel. Trong khi đó, dù đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng những cái tên như Jason Quang Vinh Pedan, hậu vệ trái đang chơi bóng tại Ligue 2 và từng khoác áo U18 Pháp, thủ môn Philip Nguyễn, Cộng hòa Séc, Kevin Bùi, Hà Lan và Alexander Đặng tại Na Uy, thông qua những nguồn khác nhau đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo những nguyện vọng của nhóm cầu thủ này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã lên kế hoạch để huấn luyện viên Park Hang-seo vi hành châu Âu để trực tiếp quan sát các cầu thủ Việt Kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Theo kế hoạch, vị trí lược gia 60 tuổi và đại diện của VFF sẽ bắt đầu chuyến xuất ngoại vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 5, với điểm đến đầu tiên là Na Uy, nơi có tiền đạo Alexander Đặng đang thi đấu cho màu áo câu lạc bộ Nexotra. Để theo dõi thủ môn Philip Nguyễn trong thời gian vi hành trời Âu, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trực tiếp gặp gỡ theo dõi các cầu thủ này tập luyện và thi đấu từ 1 tới 2 trận ở các giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc và Na Uy. Trao đổi với báo chí trong nước, tiền đạo Alexander Đạm và thủ môn Philip Nguyễn đã bày tỏ sự hào hức về nỗ lực ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Tôi sẽ làm tất cả để ghi điểm trong mắt thầy Park để được khoác áo đội tuyển Việt Nam vào một ngày không xa. Lúc này Alexander Đặng đã ghi hai bàn thắng trong 5 trận và được đánh giá là chân sút số 1 của Nestrocha. Trong khi đó, theo những thông tin được người đại diện Makai Adampur tiết lộ, Alexander Đặng được đánh giá cao về trình độ chuyên môn. Tiền đạo sinh năm 1990, sở hữu chiều cao tới 1m85 và có sức cản lưới rất điểm tốt. Chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt định giá tiền đạo Alexander Đặng có giá 300.000 euro. Vào ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Nesotra của Alexander Đặng sẽ hành quân tới làm khách của Sanderfjord ở vòng 6 giải hạng nhất Na Uy. Do chuyến công tác Na Uy của huấn luyện viên Park Hang-seo diễn ra khá gấp rút, nên phía Alexander Đặng sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Người đại diện của Alexander Đặng cũng sẵn sàng làm tài xế cho ông Park trong thời gian ông ở Na Uy để xem dò thân chủ của mình. Trong khi đó tại Cộng hòa Séc, thủ môn Philip Nguyễn cũng đang rất hào hức để được gặp gỡ với thầy Park Hang-seo. Trao đổi với báo chí, Philip Nguyễn cho biết, tôi đã biết thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tới Cộng hòa Séc trong thời gian tới. Hy vọng cả tôi và câu lạc bộ Liberec Sovalen đều đạt được kết quả tốt ở trạng đua cuối cùng của giải vô địch quốc gia. Thủ môn sinh năm 1992 bày tỏ hy vọng anh sẽ có được phong độ tốt nhất trong trận đấu mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dự khán. Dù chưa có kế hoạch cụ thể là gì, tôi vẫn mong muốn có thể đón tiếp ông Park bằng màn trình diễn tốt nhất của mình cùng đội bóng. Theo những con số thống kê, thủ môn Philip Nguyễn hiện là một trong những người gác đền thi đấu ổn định nhất tại giải đấu cao nhất Cộng hòa Séc. Anh thường xuyên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu ở các vòng đấu với thành tích nằm trong top 3 thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, 10 trận. Thủ môn cao tới 1m9 này đồng thời sở hữu vị trí số 1 ở hạng mục có số phút giữ sạch lưới nhiều nhất giải, 440 phút. Theo chuyên trang Transfermarkt, anh được định giá lên tới 405.000 euro. Câu lạc bộ Liberec Souveland mà Philip Nguyễn đầu quân đang xếp hạng thứ 6 ở giải vô địch quốc gia. Trong bài phát biểu của mình, Philip Nguyễn khẳng định mục tiêu cùng câu lạc bộ chủ quản giành suất tham dự Euroleague vào cuối mùa giải. "Hiện tại chúng tôi không còn gì để mất. Liberec đang đứng thứ 6, vị trí thấp nhất trong nhóm tranh trước vô địch. Do đó chúng tôi hạ quyết tâm cán đích ở vị trí thứ 5 và giành quyền tham dự vòng loại Euroleague." Việc ông Park Hang-seo thân chinh ra nước ngoài nằm trong kế hoạch tuyển lựa các cầu thủ Việt kiều có tiềm năng để tăng cường cho đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam trước khi đội tuyển tập trung vào cuối tháng 5. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King's Cup từ ngày mùng 5 tới mùng 8 tháng 6 ở Thái Lan. Đây là giải đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Chính vì thế, Kết quả tại giải có ý nghĩa quan trọng với thầy trò ông Park Hang Seo trước ngày công bố các nhóm hạt giống tại vòng loại thứ hai tại World Cup 2022. Thời gian này, đội tuyển U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U22 cũng sẽ tập trung và có trận giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 6 tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video vào nút đăng ký kênh để nhận được những video hấp dẫn cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.